Hoàng Tử Thao bị giáo tên mắng chửi fan không tiếc lời trên mạng xã hội. Mới đây, phòng làm việc của Hoàng Tử Thao thông báo trên Weibo rằng sẽ hủy bỏ các buổi chụp hình preview tạo hình tại sự kiện hoạt động. Nguyên nhân là vì thời gian gần đây, các fan của anh liên tục phản ánh ảnh do phòng làm việc tung ra không đẹp. Cuối cùng, để giải quyết dứt điểm vấn nạn, Hoàng Tử Thao quyết định dừng khoản chụp ảnh, thậm chí còn nhấn mạnh mỗi lần thay đổi chụp hình mang lại không ít phiền toái. Hiện tại, nam idol chỉ cần hoàn thành tốt khoản ca hát là được. Điều này đã làm nổ ra một cuộc tranh cãi với những ý kiến trái chiều. Vẫn biết Hoàng Tử Thao ngang ngược từ trước đến nay, nhưng làm đến mức này, các TAOrus chỉ còn nước ôm ảnh cũ khóc thét. Riêng Nat Tiêu Duyển lại vô cùng phấn khích trước động thái ăn miếng trả miếng cứng rắn Hoàng Tử Thao dành tặng cho fans. Bướng này, chê này, anh không chụp nữa xem tụi bay lấy gì ngắm nhá, ngắm ảnh cũ đi. Chê thì không cho xem nữa, chịu không chịu thì thôi. Fan ống cũng quen cái tính ngang ngược rồi nên không sao, ống vui là được. Chê nữa đi, anh chiều các em. Hơi ngang ngược với fan nhưng tôi thích. Một tiếng sau, Hoàng Tử Thao bất ngờ lại đăng thêm một bài trên Weibo cá nhân nói rằng bản thân chú trọng vào thực tế, chỉ nghe bản thân mình, trước giờ chưa từng nghe ý kiến của fan. Hoàng Tử Thao bức xúc vì trang phục và kiểu tóc do bản thân tự chọn, nhưng nhân viên của mình lại bị chửi liên tục nên anh không thể ngồi im nhẫn nhịn được nữa. Cụ thể, cựu thành viên EXO đã viết một bài đăng dài trên trang cá nhân để dàn mặt cộng đồng fan. Hôm nay, chúng tôi sẽ hủy bỏ tất cả các nghi thức chụp ảnh, tạo dáng và công bố hình ảnh trước khi sự kiện diễn ra. Tôi thực sự không thích chụp những thứ này bây giờ. Đồng thời, anh ấy cũng thông báo rằng việc chụp tạp chí sẽ bị dừng. Nam nghệ sĩ nói thêm, tôi chưa bao giờ thích chụp, tôi chỉ nhân cơ hội này để nói rõ rằng nó không liên quan gì đến tôi trong tương lai. Hơn nữa, Hoàng Tử Thao còn nói cư dân mạng muốn tìm người chụp ảnh cho mình xem hàng ngày thì cứ việc đi tìm người đó, muốn tìm người nghe ý kiến của mình thì cứ việc đi tìm, còn nếu muốn đáp ứng được chuyện đó thì ở chỗ của anh vô tác dụng. Hoàng Tử Thao nhấn mạnh khi chấm dứt bài đăng như muốn dằn mặt fan hâm mộ. Lời nhẹ nhàng thì không nghe, cứ bắt tôi nói thẳng ra như thế này. Thời gian bạn có phím chửi người khác thì chi bằng để dành gọi điện thoại cho người nhà, học hành làm việc cho tốt đi. Sau phát ngôn của Hoàng Tử Thao trên trang cá nhân, cư dân mạng đã nổ ra tranh cãi quyết liệt. Nhiều người khẳng định cựu huấn luyện viên sáng tạo doanh đang quá nóng nảy nên mới phát ngôn và hành động như vậy. Bình luận của cư dân mạng: anh tự giải tán fandom với phòng làm việc của mình luôn đi. Anh ấy có từng chụp tạp chí lớn nào chưa? Nói thật ra anh ta cũng từng nói sẽ không dùng Weibo ít nhất 2 lần rồi, nhưng lần nào cũng tự nguyện quay lại đó thôi. Kể từ khi còn là một mẩu của EXO, Hoàng Tử Thao đã nổi tiếng với tính thật thẳng thô. Bởi thế dù tức anh ách khi bị idol phũ phàng, fan của Hoàng Tử Thao vẫn đành ngậm bồ hòn làm ngọt.